Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel Roma Vlog. Và ngày hôm nay là đêm livestream ngày 23 tháng 6 vào lúc 19:42. Thì khi mà các bạn nào mà không xem được thì mình sẽ đăng lại cái livestream này để cho mọi người xem. Thì cài vào cái clip mấy hôm trước, có một clip anh em mình cầu hồn bằng ghế nồi. Đó là khi mà anh em mình gọi là gặp cái tình trạng mà thằng Hùng nó chỉ về sau lưng mình đó. Đầu tiên khi mà nhen các bạn, khói cứ bay ra sau lưng mình là mình đã có linh cảm không tốt rồi. Các bạn còn nhớ không? Là khói nhen cứ bay ra sau lưng mình hoài luôn. Thì các bạn nào mà chưa xem cái clip đó thì mình sẽ gắn thẻ clip đó ở phía bên đây cho các bạn cùng xem nhé. Thì lúc đó thì chừng khoảng vài phút sau thì mình có đọc câu về mà gọi hồn đó các bạn. Thì bắt đầu nhen lại khói bay qua mình tiếp. Lúc đó là mình thấy không ổn nhưng mà phải cố gắng để làm cho xong cái clip đó. Bắt đầu là chó sủa lên. Chó sủa lên. Thì mình đọc một lần. Mình không cảm thấy chuyện gì xảy ra hết và thành viên trong team cũng vậy. Không có gì xảy ra hết các bạn. Nhưng mà tới khi mình đọc lần thứ hai thì mình chỉ mới đọc có 2 câu thôi, mình chưa đọc hết nữa. Thì là bắt đầu Hùng nó mới hết hồn, tại vì nó đã thấy bên phía của mình có một linh hồn nào đó. Bắt đầu nó mới bỏ tay ra, từ từ rồi nó run quá các bạn. Lúc đó nó run quá. Thật sự mà khi mình quay ra mình gặp đó các bạn, mình cố gắng để mình đứng dậy chứ thật sự là mình chết chăng ở đó luôn á. Mình hứa các bạn luôn, tuy anh em mình là nhóm thám hiểm về tâm linh, khám phá về tâm linh, khai quật những nghi thức tâm linh, nhưng mà dù cỡ nào cỡ, nếu như đối mặt với một cái tình trạng vậy là mình không thể nào mình có thể bình tĩnh mình đứng lại được. Bắt đầu là mình mới kêu cái gì vậy Hùng, mình kêu cái gì vậy Hùng, thì Hùng kêu sau lưng anh kia anh Tấn. Là lúc đó là mình nói với các bạn là tim bên đây nè, nó cứ là lúc đó là mình nhói tim rồi. Mình cầm máy quay mình lia qua thì mình hứa các bạn là không có phải nhìn rõ được như cái lúc mà mình quay camera đâu. Lúc mình quay qua y gan như là một cái bóng đen vậy nè. Y gan như là một cái bóng đen luôn. Bắt đầu mà khi mình về mình mở camera lên mình xem lại thì y chang thằng Hùng luôn. Bây giờ là mình để đó, mình lên trên group mình xem cái tấm hình mà có mấy bạn fan chụp hình lại. Có mấy bạn fan chụp hình lại. Cảm ơn Yến Oanh nhé, cảm ơn bạn rất là nhiều. Của ít nhưng mà cái đó là tấm lòng của bạn thì đối với anh em mình luôn luôn là to lớn cả. Cảm ơn bạn rất là nhiều nhé Yến Oanh nha. Cái mặt y gan thằng Hùng luôn. Cái mặt y gan thằng Hùng luôn. Thật sự là mình đã ấn lạnh các bạn. Các bạn nhìn y gan thằng Hùng luôn nhưng mà cái sắc thái làm như mặt không có máu vậy các bạn. Cái áo cũng y chang luôn. Các bạn hãy xem kỹ lại cái đoạn mà anh em mình ngồi lúc mà mình nói chuyện với Hùng á. Cái áo y chang luôn. Đây ở trong là cái áo thun nè. Ở ngoài là áo khoác rin nè. Thật sự sợ thật các bạn. Cho nên đa số những nghi thức của mình á, mình không bao giờ khuyến khích các bạn mà làm theo hay là như thế nào cả. Vì các bạn xem video của mình, các bạn hãy xem nó như là thỏa mãn cái trí tò mò và thỏa mãn cái sự thèm muốn hiểu biết của các bạn về tâm linh. Chứ các bạn đừng bao giờ làm theo cả. Đúng rồi, cái cặp mắt không có được bình thường các bạn nha. Anh Hoàng Sơn này nói đúng nè. Cái cặp mắt rất là lạ. Nhưng mà các bạn hãy phải công nhận là cái linh hồn này giống với Hùng 99%. Và mình nghĩ là Hùng yếu vía các bạn. Và thường thường ma không bao giờ là rõ hình người như vậy cả. Và hình như cái linh hồn đó đã giả dạng Hùng để có được một cái thể xác như vậy, để có lại một cái hình hài như vậy. Tại vì Hùng yếu vía, từ cái đợt mà Tuấn Anh đi Vũng Tàu để trị bệnh về thì là thầy đã làm phép phép vào trong người Tuấn Anh đó các bạn. Thì Tuấn Anh không có còn là dễ bị linh hồn nhập hay là như thế nào cả. Và mình cũng sợ là Hùng sẽ bị ám hay là bị một cái vấn đề gì đó.
Nhưng mà nguyên đêm qua anh em mình thay phiên nhau để gọi là kiểm tra xem là Hùng có cái vấn đề gì là không. Thì thật sự là không có chuyện gì xảy ra các bạn. Mình hỏi Hùng thì Hùng nói là em chỉ giờ em chỉ cảm thấy là sợ. Nghĩ là cái chuyện trước là sợ thôi. À, anh chào mẹ TV nhé, chào em. Và đúng rồi, có nhiều bạn, có mọi người, có nhiều anh chị, có nhiều cô chú bình luận kêu là có thể là quỷ. Vì các bạn biết á, chỉ có quỷ mới có thể giả dạng người được thôi. À, anh chào em nhé. Tên em, tên gì anh không đọc được, anh chào em nhé, chào em. À, mình cũng có giải thích ở lần trước, đó chính là anh Lực á, không có còn hoạt động nữa, anh Lực đã nghỉ để đi dạy rồi nha mọi người nha. Anh Lực đã nghỉ để đi dạy rồi. Cho nên nhiều mọi người còn thắc mắc á, hỏi mình là anh Lực đâu, thì anh Lực đã đi dạy rồi và không có hoạt động được nữa. Đây mình cho các bạn xem tin nhắn này, là hôm bữa anh Lực mấy ngày không qua đi quay với mình, cho nên mình có kêu là em quay xong luôn rồi nha, là cái ngày đó là ngay bữa thứ tư. Đấy, tại vì cái hôm bữa đó là mình cần phải đi khảo sát trước các bạn, nên mình mới nói với anh Lực là nay anh nghỉ không báo với em hoài nha. Anh Lực mới kêu là Tuấn ơi cho anh xin lỗi, hôm qua anh không đi quay được với anh em mà anh không báo vì làm về mệt quá, anh tính nằm nghỉ xíu cho khỏe về ngủ quên luôn. Vấn đề tiếp theo anh muốn trình bày với em là chưa qua anh có nhận được một cuộc gọi từ nhà trường nói với anh là 19 Tây trường để thi giải quyết tình huống sư phạm và cụ thể công việc giao, nên anh xin em cho anh nghỉ một thời gian để anh ôn bài và sắp xếp thời gian ổn thỏa để tiếp tục đồng hành cùng với em thông cảm. Thì lúc này đang là như là ngày mười mấy tháng năm á, là anh Lực nghỉ hơn một tháng rồi đó, cho nên là mấy bạn đừng có thắc mắc là tại sao không thấy Lực nữa nha. Vụ Thiên Linh Cái thì ổn rồi, nhưng mà khi mà mình nghe, mình nhớ lại cái lúc mà thầy mình nói á, cái này á nó chỉ là cách tạm thời để gọi là cầm chân Thiên Linh Cái lại thôi, chứ không phải là tuyệt đối. Cho nên là vào mùa mưa này mình cũng rất là sợ các bạn. Cho nên hiện tại bây giờ là ngày nào mình cũng đi ra để mình xem bốn cây tre nó đóng bốn cọc nhà mình đó, coi có bị lung lay hay là mưa lỡ đất lên hay không. Mình rất là sợ. Và có riêng ngày hôm nay là vợ mình với con mình qua thăm mình thôi, chứ thật sự vợ với con mình là thuê nhà khác ở rồi các bạn ơi, không có ở chung với mình nữa vì ở đây cũng nguy hiểm các bạn, cho nên là mình ở đây một mình thôi. Cảm ơn Yến Quanh nhé, cảm ơn Yến Quanh rất là nhiều. Thì anh thì đối với mọi người mà hâm mộ mình á, hay là mọi người yêu thích mình, yêu quý mình, thì anh không có nên giấu cái gì cả. Mọi người muốn xem thì mình cho mọi người xem thôi. Đây đó, mình cho mọi người xem doanh thu của mình trong tháng 6. Mọi người đợi mình xíu nhé, để mình vào trong YouTube rồi mình cho mọi người xem doanh thu nhé. Thì theo như các bạn yêu cầu thì mình sẽ cho các bạn xem doanh thu. Mọi người xem doanh thu tháng mấy? Tháng hiện tại luôn hay sao? Cảm ơn Triều Lê nhé, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn Triều Lê nhé, cảm ơn Triều Lê rất là nhiều. Triều Lê mới ủng hộ 5 USD các bạn. Đây, đây chính là doanh thu của mình trong tháng 6 nha mọi người nha. Đó là 41 đô. Là khóa sổ hồi ngày 21 tháng 6. Khóa sổ hồi ngày 21 tháng 6 các bạn. Là 41,15 đô. Tuy á, là nó ít, nhưng mà cái này á, anh em mình không có lấy tiền xài riêng, mà tiền của YouTube á, là anh em mình sẽ bỏ vào một cái quỹ, rồi cái quỹ đó đó sẽ được sử dụng khi mà anh em mình cần mua những thứ dụng cụ gì, chẳng hạn như là giấy tiền nè, nến, hay là những thứ gọi là cần thiết để thực hiện nghi thức các bạn, thì anh em mình sẽ sử dụng. Đó, thì đây là chính là doanh thu của mình trong tháng 6 và khóa sổ từ ngày 21. Khóa sổ vào ngày 21 các bạn. Là từ ngày 1 tây tới ngày 21 tây là 41 đô. Bên Roma TV ra clip với anh. À, thì mình đang muốn là cho bên Roma Vlog này á, để cho mọi người cho xong cái series 13 cách gọi ma này, để tới tháng 7 mình còn làm cái gọi là series gầm tháng 7 các bạn. Làm thêm mấy cờ clip vui vui
rồi vlog khác để tăng thêm view không anh? Thì thứ nhất là mình không có Góp tài. ý mua đồ versus Steam. Cảm ơn Minh Trung nhé, cảm ơn Minh Trung rất là nhiều, cảm ơn bạn. Anh Triệu Lê lúc nãy cho em xin lỗi nhé, tại vì em để cái donate nó hơi thấp á, cho nên là anh donate bên PayPal nó hơi thấp, em mới chỉnh lại rồi. Cảm ơn anh Triều Lê nhé, cảm ơn anh. Thì nãy mình nói tới đâu ta? Thứ nhất nữa là anh em mình không có tài, không có một cái tài năng gì khác cả, cho nên là không có làm vlog khác ở một cái kênh mới được. Anh em mình chỉ có việc là biết đi quay tâm linh như vậy thôi. Thứ hai nữa là nhóm của anh em mình không có giỏi ăn nói, cho nên cũng không có làm những cái video vlog nào hay để cho mọi người xem được. À, với lại nhân mình đang livestream ở đây, mình xin gửi lời cảm ơn đến hiện tại thì kênh đang lên sub nhanh các bạn. Đấy, hôm nay là một tuần nay là kênh lên sub rất là nhanh, lên như người đăng ký rất là nhanh. Cho nên mình gửi lời cảm ơn tới em Lộc, em Nguyễn Di Lộc là người đã dùng clip của anh em mình cắt nhỏ lại và đăng lên trên TikTok các bạn, kèm theo dòng link để cho mọi người thu hút hơn và lên xem Roma Vlog, cho nên là được mở rộng người xem ra rất rất là nhiều, cho nên là mình rất cảm ơn em Nguyễn Di Lộc đã giúp cho tem Roma Vlog rất là nhiều. Và mình cũng cảm ơn tất cả mọi người ở đây vì đã luôn sát cánh và ủng hộ Roma Vlog từ trước tới giờ. Thì mình sẽ cố gắng và cố gắng hơn nữa để có thể đem nút bạc về cho mọi người. Thì mình cũng đây, đó chính là em Mai Cờ Cồ gì đó. Đó chính là em Nguyễn Di Lộc đã giúp mình trong cái chuyện là cải cách video của tem lên và phát tán rộng rãi về truyền thông của Roma Vlog lên rất là nhiều. Thì lúc trước là 84.000 người đăng ký, và sau khi mà mấy ngày được em Di Lộc giúp đỡ chia sẻ rộng rãi ở các trang Facebook, ở group TikTok, thì con số nó đã lên tới 80, gần 89.000 rồi các bạn. Hiếu Lương Trọng cố lên anh, theo chân anh từ lúc một cái sập tới giờ, cảm ơn em rất là nhiều. Thì mọi người có nên góp ý là tới khi mà mình đạt được nút bạc rồi thì mình nên tổ chức một cái gì đó để tri ân không ta? Mình nên tổ chức một cái gì đó không mọi người? Tối nay mình mới đi quay clip nha mọi người nha, tối nay mình mới đi quay ạ. Cảm ơn Pháp Phát Trần nhé, cảm ơn em rất nhiều. Video kế tiếp hả? Video kế tiếp đó chính là liên kết linh hồn ở lòng đất. Mình tiết lộ cho các bạn cùng xem luôn ha. Thì video kế tiếp là liên kết linh hồn ở lòng đất. Và tại sao mình lại liên kết linh hồn ở lòng đất các bạn biết á. Khi người ta chết xong, mình đố các bạn là cần phải làm cái thủ tục gì đầu tiên khi mà chôn người chết rồi. Mình đố tất cả mọi người ở đây á. Có ai trả lời được không? Khi người chết rồi, chôn xong người ta sẽ làm cái thủ tục gì tiếp theo? Đúng rồi, người ta sẽ làm nghi thức mở cửa mã. Cái đó không phải gọi là nghi thức, cái đó gọi là thủ tục mở cửa mã. Và các bạn biết là mở cửa mã thường thì ai sẽ là người thực hiện? Ai sẽ là người thực hiện thủ tục đó? Mọi người nói thử xem. Ai sẽ là người thực hiện thủ tục mở cửa mộ hay còn gọi là mở cửa mã? Không có phải là thầy mới có thể làm được mở thủ tục mở cửa mã nha mọi người nha. Mà ai đã đủ trên 18 tuổi là tuổi trưởng thành đối với lại những người mà có thể đủ sinh lực và năng lực để có thể làm thủ tục mở cửa mã là chỉ cần trên tuổi 18 là có thể thực hiện được. Nhưng cái người đó phải am hiểu và mở cửa mã làm sao cho đúng. Nếu như mà người đó làm sai một bước
hay là làm sai bất kỳ một cái gì trong thủ tục mở cửa mã, thì cái linh hồn đó sẽ không thể nào về nhà được và sẽ bị kẹt ở dưới lòng đất. Đó. Và nghi thức liên kết linh hồn ở lòng đất của mình á là sẽ giúp cho những linh hồn nào còn đang bị kẹt tại lòng đất để có thể lên khỏi mặt đất và đi về nhà. Đó là cái điểm tốt của nghi thức liên kết linh hồn ở lòng đất. Và cái mặt trái của nó có thể là người ta vừa lên xong, người ta cảm thấy là không muốn về nhà nữa và người ta đi lang thang. Đó là cái mặt xấu. Cho nên là trước khi thực hiện nghi thức mà liên kết linh hồn ở lòng đất, anh em mình sẽ thắp hương và giái giang mọi linh hồn ở đó, xong rồi anh em mình mới tiến hành vào nghi thức. Đấy. À, chuyện linh hồn trong nhà anh á, thì em có thể xem lại cái tập mà cái tập cách đây 2 tập ấy, tập chuyện của Hùng á. Nên là tối nay mình sẽ thực hiện nghi thức đó, và hiện tại giờ đang mưa và mình đợi khi nào hết mưa mình sẽ tiến hành nha các bạn nha. Em đi ngủ tặng anh 100k ủng hộ team. Anh cảm ơn Yến của anh rất là nhiều nha em nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Thật sự mà các bạn donate số tiền lớn á, mình rất là ngại luôn. Tại vì không phải là mình nói ở đây để mà mình gọi là xạo xạo đâu, xạo xạo cho các bạn nghe đâu. Nhưng mà thật, khi mà nhận được cái số tiền như vậy á, thì mình không biết là nên làm gì lại đối lại với các... đáp lại với các bạn á, mình thấy rất là áy náy trong lòng luôn. Anh chúc em ngủ ngon nha, chúc em ngủ ngon, mơ thật đẹp nha em nhé. Người ta mở cửa mã, người ta dùng gà để khi mà gà gáy á, thì cái người mà ở dưới mộ á biết là sáng rồi, về nhà thôi. Và người ta có làm thêm một cây thang để cho người đó đi xuống. Một số người không muốn cho về nhà vì sợ phá, người ta dùng ốc bu đinh đóng vào. Đúng rồi đó. Có nhiều cách mà để ếm cho người, cái người mà đã chôn xuống rồi các bạn, không về nhà được vì sợ bị phá đó. Rất là nhiều cách luôn. Và mình có nghe cái cách mà ghê gớm nhất, đó chính là chuẩn bị khi chôn xuống á, là người ta sử dụng cây đinh sét, người ta đóng vào ở trên cái đầu quan tài các bạn. Người ta đóng vào là cái người đó sẽ không bao giờ đi ra khỏi cái quan tài được luôn, không bao giờ đi ra khỏi cái phần mộ đó của mình được luôn. Thật sự ghê lắm các bạn. Nhưng mà đổi lại là cái người mà ở dưới đó sẽ không bao giờ được đầu thai luôn. Và nếu như lỡ vô tình á, có người nào mà đi móc mộ hay đi hốt cốt á, đào cái ngôi mộ đó lên và cái đinh đó được giải ra rồi á, thì cái người đóng cái đinh đó sẽ hiểu số phận nha các bạn nha. Ghê lắm. Có thể mất thù oán với người trần gian thì không sao, có thể giải quyết được. Còn mà mất ăn oán với người âm á, ghê lắm. Bùa, cái đó thì mình chưa có nghiên cứu cái chuyện mà dán bùa thì người thân mình chết có đi vào được hay không. Mà theo cái luật mà cái thủ tục mở cửa mã đó các bạn, sau khi mà người ta đã chôn cất người nhà xong, 3 ngày sau đúng vào giờ ngọ là người ta phải tháo hết toàn bộ những cái gì dán vào trước cửa nhà ra hết. Thậm chí là đôi chân gà nè, hình của hổ nè, rồi đủ thứ bùa người ta phải tháo hết và lấy giải chùm toàn bộ những hình thờ là hết. Chẳng hạn như các bạn mới đạo Phật, các bạn thờ Phật rồi đó, là phải đóng lại, lấy giải che lại hết để cho người ta về. Sau khi người ta về tới nhà các bạn, người ta sẽ đút tay vào trong thau nước, người ta rửa. Người ta rửa với thau nước như vậy nè, rồi bắt đầu là thịt rớt xuống. Đó, thịt rớt xuống, sau đó người ta mới biết là cái chuyện gì kỳ vậy. Người ta mới chạy ra ngoài trước nhà để tìm người thân, thì thấy cái bàn thờ của mình, thì mới biết là mình chết.
Đúng rồi, thì mình có nói ở đầu video á, mình không hiểu tại sao mà thật sự cái Tặng người mà anh là cảm ơn Dung Miner nhé, cảm ơn em rất là nhiều. Với lại mình đang có một cái dự định. Mình đang có một cái dự định, đó chính là mình định làm một cái gọi là một câu chuyện, một bộ phim ngắn nói về sự khởi đầu và sự thật về Roma Vlog, để cho mọi người hiểu hơn về Roma Vlog. Tại vì có rất là nhiều người xuyên tạc và nói những điều không đúng và những điều xấu xa về tên Roma Vlog. Thì mình định là sẽ làm một cái tập phim ngắn thôi, khoảng chừng 30 phút, để có thể kể lại cho tất cả mọi người nghe về cái sự khởi đầu và khi bắt đầu Roma Vlog đã diễn ra như thế nào. Ai nói gì nói kệ người ta. À thì thật sự thì ai nói gì nói, mình làm cái này thì mình phải hiểu mà. Nhiều người khen thì cũng có sẽ có nhiều người chê. Nhiều người thương thì cũng sẽ có nhiều người ghét. Cho nên là mình không có quan tâm những cái lời mà ai xuyên tạc hay nói xấu về mình. Nhưng mà thật sự là mình muốn cho khán giả của Roma Vlog hiểu hơn về sự bắt đầu và cho tới khi Roma Vlog đến bây giờ. Thì mình đang định là làm cái bộ phim đó, nhưng mà mình đợi là tới khi nào mà đủ 100.000 người đăng ký thì cái clip đó sẽ là cái clip kỷ niệm nút bạc của Roma Vlog. Kiếp luân hồi là gì? Kiếp luân hồi chính là một cái vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết. Khi em chết đi, không đồng nghĩa với việc là em sẽ kết thúc cuộc đời mình. Cái chuyện kết thúc cuộc đời nó chỉ diễn ra trong thể xác của em thôi, chứ thật sự linh hồn của em sẽ đi vào một vòng luân hồi để em có thể sống thêm một kiếp nữa. Thì đó chính là những gì mình tìm hiểu được về bên tâm linh. Thì Roma có nghĩa là một cái thành trì gọi là những rất là ít những người lính các bạn. Và tuy ít nhưng mà những người lính của Roma thà chết chứ không bao giờ đầu hàng hay là bỏ cuộc để có thể bảo vệ đế chế của mình. Nhưng cuối cùng thì đế chế Roma đã gọi là bị phong kiến. Nhưng mà những cái tinh thần bất khuất của những người lính và vua của Roma thì được luôn luôn trường tồn trong lòng của những người dân ở đó. Cho nên là mình đã chọn tên Roma để cho anh em của mình, kênh Roma Vlog luôn cứng cỏi và luôn có sự kiên trì, kiên nhẫn, cố gắng để đạt được thành công như là những chiến binh Roma vậy. Đó là ý nghĩa của Roma Vlog. À, mới cách đây là hồi hôm qua các bạn, hôm qua hôm kia gì ta, thì tự nhiên Tuấn em với lại Kha qua Tặng thăm mình. anh nè. Anh cảm ơn Tuấn cu te nhé, cảm ơn em rất là nhiều. Thì hôm qua đột nhiên là có Tuấn em qua thăm mình, Tuấn em, vợ Tuấn em với con Tuấn em luôn qua thăm mình các bạn. Nhưng xíu nữa thì có thêm Kha qua chơi.
Thì lâu lắm rồi anh em mình mới được gặp nhau. Và mình cũng rất là vui khi mà anh em vẫn còn nhớ tới mình. Thì anh em có nhậu một xíu. Nói một xíu thôi nhưng mà nhậu tụt cái lưỡi vô trong luôn các bạn ơi. Không hiểu sao dạo này khi mình quen ai đều chia tay không hiểu lý do. Chúng mình là rất vui vẻ tự dưng cái đùng chia tay. Cái chuyện mà chia tay không lý do á, gặp nhiều mà, chứ đâu phải là riêng bạn là mới gặp được như vậy đâu, đúng không? Nhiều mà. Và thật sự là chuyện tình yêu mình dốt lắm các bạn. Cho nên nhiều bạn hỏi về chuyện tình cảm là mình thôi bó tay. Đúng rồi, mỗi tôn giáo thì mỗi khác. Như anh là người của đạo Thiên Chúa giáo, và anh là người của Công giáo. Thì khi mà linh hồn chết đi sẽ về với Chúa để mà xét xử. Còn người của đạo Phật thì khi chết đi sẽ đi xuống địa ngục để nhận tội lỗi của mình. Ma đói là gì thì anh có clip ma đói nha Tuấn Lê nha, em có thể qua đó xem em nhé. Xíu nữa có thể là mình sẽ lót lại cái đoạn Mọi livestream này. người hãy ủng hộ kinh phí cho Roma làm clip đi mọi người. Anh cảm ơn Kikuka nhé em nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em. Thì hồi xưa mình có gọi là khi mà kênh chưa được bật kiếm tiền các bạn. Bây giờ thì nói chung là được một tháng 30-40 đô hay 40-50 đô á là cũng được 1 triệu. Gần gần được 1 triệu một tháng. Để anh em mình đã mua được dụng cụ á thì cũng đã đỡ rồi. Các bạn nhớ hồi xưa không? Khổ lắm các bạn. Hồi xưa nào là muốn đi quay á là phải đợi anh em qua. Rồi sau đó là hỏi anh em là anh em mỗi người còn bao nhiêu. Sau đó góp lại với nhau và đi quay. Thật sự hồi xưa khổ lắm. Rồi phải quay bằng điện thoại nữa. Chứ làm gì được quay như máy quay như bây giờ. Thật sự là lòng người các bạn. Không phải là có thể là mọi người sẽ gặp một hai người xấu. Sau đó mọi người nghĩ ai cũng xấu. Thì thật sự là không phải đâu. Gần đây ít video và video kém chất lượng. Video của mình kém chất lượng như thế nào ạ? Bạn có thể nói rõ hơn không được không ạ? Thì cái máy quay của mình á là được chị Yến ở Boston, chị Yến ở Boston của Mỹ tặng cho mình. Thì cái máy quay nó nằm ở sau lưng nè các bạn. Đây mình cho các bạn xem nhé. Đó chính là cái máy quay mà chị Yến ở Boston đã tặng cho mình. Và có rất là nhiều những nhà ủng hộ và những khán giả yêu quý anh em mình đã giúp đỡ anh em mình trong khoảng thời gian khá là dài để tìm Roma Vlog mới được ngày hôm nay. Ban đầu là mình ở trong một căn phòng trọ ở một cái đường hẻm rất là chật chội, anh em không có chỗ làm việc luôn. Và khi tối anh em mình á, tập trung lại để chuẩn bị đi quay thì là bắt đầu bị la. Vì ở phòng trọ các bạn thì những người khích 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 nhà nhau á, anh em mình chạy xe vào thì sẽ rồi gọi là rất là phiền người ta. Cho nên cuối cùng á thì mình cũng cố gắng cắn răng gọi là kiếm thêm việc, tại vì mình làm á từ 7 giờ sáng cho tới 11 giờ rưỡi trưa, rồi tới 1 giờ trưa thì mình mới làm tiếp cho tới 5 giờ chiều. Thì khoảng thời gian còn dư 1 tiếng rưỡi các bạn, thì mình có đi bốc dừa thêm, tại ở chỗ mình dừa nhiều lắm. Thì mình có đi bốc dừa thêm để mà có thể có thêm được một ít tiền để thuê cái chỗ ở rộng rộng hơn xíu để cho anh em mình hoạt động nó sẽ dễ hơn. À, bạn có thể nào nói rõ hơn là video của Roma đang kém chất lượng như thế nào không ạ? Và bạn góp ý điều gì? Bạn cứ gì góp ý đi, mình sẽ ghi nhận nhé. Mà bạn nói đang kém chất lượng thì mình đang muốn biết là hiện tại video của kênh đang kém chất lượng như thế nào.
không theo đạo thì khi chết sẽ đi đâu ha? Thì mọi người cũng chỉ là tìm hiểu là khi chết đi đâu thôi, chứ thật sự có ai chết rồi mới kể là đã đi đâu đâu. Cho nên hỏi anh thì anh cũng thua. À, mình thấy mấy hôm nay là video những góc quay đang làm rất là đẹp mắt để cho mọi người xem một cái cảm giác thoải mái nhất, chứ không phải như ngày xưa mà cứ lắc 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 rồi gung 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 rồi nào là ồn ào. Thì mình đang thấy là đang tiến triển rất là tốt. Về việc Ma Lai á, là các bạn biết muốn gọi là làm gì Ma Lai á, mình đã có tìm hiểu rồi. Và muốn gọi là làm về Ma Lai thì nó phải là tìm được người phụ nữ đang sinh con. Đang sinh con thì mình làm nghi thức giao lúc đó luôn mới được. Thì tìm đâu ra bây giờ mọi người? Tại vì á, Ma Lai là chỉ xuất hiện khi ăn nhau của người phụ nữ mới sinh. Anh quay bốn phía luôn để có thể cận cảnh chi tiết. Thật sự là anh mượn được camera của mọi người xong thì anh trả lại cho người ta rồi. Chứ thật sự là anh mượn suốt luôn á thì đâu có được em. Thật sự luôn, mượn suốt luôn người ta sẽ không có cho đâu. À, bạn làm. Anh tạo mục tiêu camera phụ đi để mọi người ủng hộ chung tay mua. Anh cảm ơn Lâm Trình nhé, cảm ơn em rất là nhiều. À, mình thấy à, anh thấy cũng hợp lý á. Thì để anh để mục tiêu camera phụ, rồi mọi người thì có yêu mến thì sẽ giúp đỡ trong cái phần mục tiêu ha. Mà thật sự Ma Lai rất là khó các bạn ơi, thật sự luôn, Ma Lai khó làm lắm, phải đợi cho đúng ngày mà người phụ nữ sinh thì mới được. Cái camera phụ mà mọi người nói thì chỉ cần mà mình quay được hình ảnh thôi là được rồi, đúng không mọi người? Mình đâu có cần chất lượng âm thanh nó phải tốt đâu, đúng không? Thì mình ra tiệm máy ảnh cũ, mình kiếm mình mua máy ảnh cũ được không ta? Máy ảnh cũ mua ổn mà ta? Máy ảnh cũ thì chắc là được rồi, đúng không mọi người? Máy ảnh cũ thì tầm bao nhiêu tiền ta? Mình mới hôm bữa mình thấy có một người bán cái con Lumix thì gì á. Mình sẽ để ở đây cho hợp lý nha mọi người. Ok. Rồi đó, khi mà mọi người có ủng hộ cho nó, ủng hộ tôi á, thì nó sẽ cái cây đó nó sẽ tăng lên. Cái cây đó nó sẽ tăng lên. Thì có thể là camera phụ thì tầm 5 triệu là được rồi. Thì mình cũng sẽ cố gắng đi làm thêm. Đi làm thêm để mà có được những thứ mọi người muốn. Vì các bạn biết là anh em mình luôn luôn lắng nghe và chiều ý của khán giả. Cho nên là mọi người muốn, mình sẽ cố gắng để mà mình có thể mua được và đáp ứng được những thứ mà mọi người cần. Mình sẽ cố gắng. Và mọi người nếu như có ai mà gọi là muốn ủng hộ anh em mình á, vào trong cái phần mà mua camera phụ 0% này nè, thì mình có để cái chữ ở trên này, các mọi người thấy không? Đây, nằm bên phía này. Đó. Ở trên có chữ ủng hộ tôi chấm cơm sẹt Roma Vlog á, thì mình cũng có link ở dưới phần mô tả luôn, mọi người có thể xem ở dưới để mà có thể ủng hộ cho anh em mình. Ma Lai triệu hồi thành công, không biết sự thì thấy mở. À, Ma Lai thì rất là dễ để giải quyết nha mọi người nha. Hình như là mình nhớ Ma Lai á là chỉ cần các bạn quăng mà mấy cái kẽm gai á mà được siết lại á, mà lú lú mấy cái nhọn móc móc lên như này, thì chỉ cần mà Ma Lai đi ngang là sẽ bị vướng lại, vướng cái guộc lại các bạn, là sẽ chết. Đó là cách mà để gọi là tiêu diệt Ma Lai. Nói tiêu diệt vậy thôi chứ thật sự mình cũng chưa có rõ nữa, nhưng mà theo mình tìm hiểu là vậy. Cho nên nếu như lỡ vô tình mà có gặp Ma Lai á, đừng có thử như cách mình nói nha, mình chưa có thử đâu nha mọi người nha. Trời sắp tối xuống thì khóc hả? Em nên kiếm xương rồng á, em treo trước cửa phòng bé đi, chứ để bé khóc như vậy cũng không có tốt đâu đó em nha. Hồi trước con anh cũng vậy á. Em góp một ít mua camera nha.
Anh cảm ơn Phát Phát Trần nhé, cảm ơn em. Anh nhớ cái tên của em là hầu như là bữa nào anh livestream em cũng donate cho anh hết á. Anh cảm ơn em nhé, cảm ơn em nhiều. Hiểu nhưng mà từ từ cũng đủ anh ạ. À, thì từ từ khi nào mà có đủ rồi thì anh sẽ cố gắng có tìm thật là nhanh trong ngày luôn. Có camera phụ để cho mọi người xem. Chứ thật sự mà camera đi mượn người ta hoài ngại lắm các bạn ơi. Nhiều khi người ta cần thiết nữa chứ đâu phải là như là mình muốn mượn là có liền đâu. Nhiều khi người ta đang sử dụng mình qua thì người ta từ chối thì nó ngại. Mà mình thấy người ta sử dụng mình mượn nó cũng ngại luôn. Cũng gần cuối tháng rồi. 23 rồi. Tới ngày năm tây là mình lãnh lương ở chỗ mình làm các bạn. Để mình xem mình chích ra được bao nhiêu. Rồi để xem mọi người trong team Tuấn Anh chích ra được bao nhiêu. Rồi anh em mình sẽ tính tiếp trong cái việc là mua camera phụ. Các bạn nhiều khi cứ muốn camera phụ hoài. Nhưng mà lực bất tòng tâm các bạn ơi. Mình cũng muốn lắm chứ. Ai mà chẳng muốn fan mình vui bao giờ. Nếu được anh livestream như khung giờ trên thumbnail đi ạ. À. Anh livestream suốt mọi người xem chán lắm. Thề luôn, mọi người xem chán lắm. Với lại anh live em thấy không? Anh có nói chuyện hay đâu. Anh có cái gì mà để cho mọi người chú ý đâu mà livestream ai cũng xem. Hiện tại nó được đã 100 mấy chục bạn xem đây là anh vui lắm rồi. Chị ngâm muối như xem clip của anh đó để làm gì vậy anh? À, thứ nhất chị ngâm muối các bạn thì nó sẽ là thứ có thể truyền năng lượng cho một cái di vật để ký gửi linh hồn. Hai là nó có thể chạm được vào linh hồn. Đấy, thí dụ như là các bạn sử dụng một sợi chỉ không ngâm muối, có linh hồn đang trước mặt bạn, các bạn đưa cọng chỉ qua, nó sẽ không có bị vướng lại một cái gì hết. Nhưng nếu mà chỉ các bạn ngâm muối, các bạn kéo qua một linh hồn, nó sẽ bị vướng lại. À dạ, như lỗ mũi mình khó chịu quá, nghẹt mũi các bạn. À, anh có nói về clip hôm bữa rồi nha em nha. Nãy anh nói ở đầu video, em có thể tua lại để xem nhé. Ma lai là gì vậy anh? Ma lai chính là một loại ma chuyên ăn những đồ dơ. Ăn những đồ dơ thôi, mình không thể nào liệt kê ra những món đồ dơ nó là gì thì rất là bất lịch sự. Tại vì ở đây có rất là nhiều người, nào là người lớn, cô chú, anh chị, mấy em xem nữa. Cho nên là quạch tẹt ra cái chuyện mà nó ăn những thứ gì dơ thì rất là kỳ các bạn. Nó là một loài vật ăn dơ. Ý không phải là một loài vật, một dạng linh hồn ăn dơ, xin lỗi các bạn mọi người, xin lỗi các bạn. Nó một loài vật hơi kỳ quá. Xương rồng chính là một loại cây có thể trừ được tà và khiến cho hồn ma không có thể nào đi vào nhà mình để làm con cái mình nữa các bạn. Khóc được nữa. Các bạn biết tại sao hồn ma người ta thường cho những đứa con nít xem không? Những cho đứa con nít thấy không? Vì những đứa con nít nó không biết nói và nó rất là ngây thơ. Hầu như nó không biết ma là gì cả. Nó cũng chỉ tưởng nó là ma như là một người nào đó bình thường thôi. Cho nên là thường thường ma sẽ cho con nít thấy và chó, mèo. Mình ở xa chứ nếu ở gần rất muốn tham gia và trải nghiệm với Roma Vlog. Cảm ơn bạn rất là nhiều nhé. Các bạn hỏi mình là tại sao không tuyển thêm thành viên. Thật sự là các bạn biết không? Tuyển thêm thành viên á, có thể là sẽ khỏe hơn cho mình. Và anh em trong team cũng sẽ khỏe hơn vì chia việc cho nhau. Nhưng á, thí dụ như cái bạn nào đó mình được tuyển vào trong team của mình. Và trong khi đi quay, bạn đó gặp một cái vấn đề gì đó. Thì mình làm sao nói chuyện với gia đình bạn ấy đây? Có phải là mình lại khó xử thêm không? Khi nào mà mình có thể trả được cho người ta 20 triệu, 30 triệu một tháng để người ta có thể sẵn sàng hy sinh, nguy hiểm để mà đi làm với mình á thì cái đó không nói gì. Nhưng mà hầu như còn không có lương nữa. Mình với Tuấn Anh thật sự từ trước tới giờ á làm ra tiền YouTube các bạn là bỏ trong cái quỹ. Mà quỹ có bao giờ trụ được một tháng đâu.
Các bạn biết một đêm đi quay, mua đồ đạc, dụng cụ quay thì cũng đã 200 ngàn hơn nữa. Mà mỗi một tháng được bốn mấy đô, 50 đô đó, một chiều bạc thì không được quay được bao nhiêu clip cả. Bởi vì nhiều bạn kêu là ừ tại sao một tháng clip của anh ra rất là ít. Các bạn phải thông cảm cho mình. Vì ai mà không muốn ra clip nhiều đâu. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có đủ tiền để mà mua mọi thứ đâu mọi người. Cho nên mọi người cũng thông cảm cho mình về phần thời gian nha. Cho nên là mình không muốn tuyển thêm người là vậy các bạn. Chẳng thà là anh em trong nhà. Như Hùng, lỡ nó có cái chuyện gì như hôm bữa đó, mình có thể điện mình xin lỗi ba mẹ vợ mình. Còn Tuấn Anh thì cái niềm đam mê và nhiệt huyết của Tuấn Anh quá lớn rồi. Cỡ nào cỡ Tuấn Anh cũng sẽ cùng sát cánh với mình cả. Cảm ơn Cương Phạm nhé, mình sẽ cố gắng hết mình mà. Mình đã nói rồi, kênh Roma Vlog này không phải của mình, đó chính là của tất cả mọi người. Và mình chỉ là một người quản lý để giúp Roma Vlog càng ngày càng phát triển thêm thôi. Chứ không có cái gì của Roma Vlog là của mình cả, của tất cả mọi người. À, mình cũng có giải thích là tại sao mình lấy cái tên Roma rồi. Mới giải thích lúc nãy luôn á. Anh nói chuyện rất hay anh ạ, à, thương anh. Cảm ơn Yến Yến nhé, cảm ơn em rất là nhiều. Kumanthong. Ừ. Mình cũng đang có ý định làm về Kumanthong. Các bạn nào đồng ý mình làm về Kumanthong không? À, mọi người nào mà chưa tham gia group của Roma Vlog á mọi người, lên đây tham gia, nhiều khi lên đó mình nói chuyện được cho vui. Thì mình sẽ cho mọi người xem cái group của Roma Vlog nhé. Đây, mình gửi cho các bạn xem cái group của Roma Vlog nè. Đó. Cảm ơn DCK9 nhé, cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Sao mà cái bên Bayball nó vẫn bị to to sao ta? Đúng không mọi người? Cái bên Donate bên Bayball nó vẫn to to sao? Mình thu nhỏ nó lại thêm. Nhưng rất may là cũng có thấy tên của các bạn vừa Donate. Anh ơi giải thích hiện tượng quỷ nhập tràng đi. Quỷ nhập tràng có nghĩa là một linh hồn quỷ được nhập vào một người bình thường, khiến cho người đó nó lấy cái thể xác của người đó làm một cái thứ ký gửi linh hồn của nó, của con quỷ đó các bạn. Thì người ta gọi người đó là quỷ nhập tràng nha mày nha. Dạo này đầu óc mình hay quên quên sao các bạn, nói trước quên sau à. À, mình nói mình gửi cho các bạn xem cái group của Roma Vlog mình gửi chưa ta. Đây mọi người, mình sẽ gửi link cho mọi người nhé. Link cái group Roma Vlog. Đấy. Thế linh hồn của họ sẽ không chống lại được à. Nếu như linh hồn của họ đủ mạnh, họ sẽ chống lại linh hồn của quỷ và khiến cho con quỷ đó xuất ra ngoài. Và nếu như hầu như là những linh hồn sẽ bị ngất đi, ngất của linh hồn chứ không phải là ngất của thể xác nha các bạn nha. Linh hồn sẽ bị chìm lắng và ngắt đi, ngất đi nha các bạn nha. Sau đó là linh hồn của quỷ đang chế ngự. Tiếp theo là khi mà quỷ nó trả lại cho cái thời gian, và thời gian đó có giới hạn nha, trả lại cái thời gian đó cho linh hồn của cái người đó được thức lại, và người đó sẽ sinh hoạt bình thường và không nhớ cái chuyện gì đã xảy ra cả. Cảm ơn Triều Lê nhé, cảm ơn em rất là nhiều. Ai cái Donate Paypal như vậy là được rồi đúng không Triều Lê? Vậy là nhìn thấy rõ đúng không? Thật sự cảm ơn Triều Lê rất là nhiều. Triều Lê ủng hộ cho mình 10 đô la.
À, cái số bên đây các bạn thì nó sẽ là chạy của ủng hộ tôi. Thì mình không biết làm sao tích hợp cho bên Paypal nó chạy qua chung luôn. Mình không biết làm sao để tích hợp qua nữa các bạn. Nhưng mà cái chỗ camera phụ này nè thì nó sẽ là của bên ủng hộ tôi. 10 USD là nó 230k. Đúng không ta? Thì mình sẽ giảm trừ lại ha. Ừ, ok. Rồi thì ngày mai là cái dòng này nó sẽ được update các bạn. Ngày mai mình nhờ đứa em mình nó làm thử xem như thế nào. À, Thiên Linh cái bây giờ thì anh cảm thấy nó ổn rồi em ạ. Nhưng mà anh rất là sợ vào cái mùa mưa này, bốn cái cây ở bốn góc á nó sẽ tróc lên. Thật sự anh rất là sợ. Anh có fan troll lần nào chưa? Fan của anh thương anh lắm. Mọi người ở Roma Vlog thương anh lắm, không có troll tụi anh đâu. Mấy hôm nay mưa quá mọi người ơi, nhiều khi ra clip trễ, mong mọi người thông cảm giùm cho mình nha. Bây giờ trời còn đang mưa luôn á mày. Hiện tại trời còn đang mưa luôn á. Với lại mình mới có nghe phát hiện được một chuyện, đó chính là nuôi yêu cổ các bạn, người ta gọi là cổ thuật á. Vào ngày mùng 5 tháng 5 là từ ngày đó trở lên thì thường thường là những cái nhà pháp sư người ta sẽ là gọi là nuôi yêu cổ, người ta gọi là cổ trùng các bạn. Và cái đó cũng là một cái lọ ghi là thiên linh để có thể sai khiến. Ô, mà nghe mình nghe cái đó nguy hiểm lắm các bạn ơi. Thật sự nghe cái đó nguy hiểm lắm. Mình không có đủ gọi là can đảm để làm mấy cái đó đâu. Một lần cái vụ thiên linh cái là mình sợ tới bây giờ rồi. Từ khi nào mà sau này mình có một cái động lực gì đó to lớn, một cái gì đó cho mình cảm thấy sự an toàn nhất có thể, thì mình có thể là sẽ thực hiện nuôi cổ trùng, nuôi yêu cổ các bạn. Nhưng mà hiện tại thì đáng sợ lắm các bạn ạ. À, cổ trùng là có thật đấy. Tặng A lần cuối em đi ngủ. Anh cảm ơn Kikuka nhé. Cảm ơn em, chúc em ngủ ngon, mơ thật là đẹp em nhé. Anh ơi, làm sao để biết mình nặng vía hay nhẹ vía vậy anh? Khi mà em đi vào một khu nghĩa địa một mình em vào lúc nửa đêm, em hãy thách thức một cái chuyện gì đó đối với những người tâm linh trong đó. Có thể là hãy cho tôi thấy người đi, và tôi không tin người có thật. Thì em sẽ biết được em là người yếu vía hay là người nặng vía ngay. Anh hứa với em luôn. Không, nuôi cổ trùng thì không bị nó ăn mắt xét đâu. Khi các bạn luyện sai, mình đã có tìm hiểu về cổ trùng này một thời gian khá là dài. Mình đã bỏ ra hơn 2 tuần lễ để có thể xem những tài liệu về cổ trùng để có thể thực hiện. Nhưng mà mình tìm hiểu cho vui thôi, chứ thật sự là thực hiện thì chưa phải lúc các bạn ơi. Anh thấy là cũng ok, cũng ổn bình thường, không có chuyện gì xảy ra nữa cả. Nhưng mà mấy hôm nay mùa mưa thì anh rất là sợ bốn cái cây ở bốn góc á, cái cây trắng dự thiên linh cái á, nó sẽ bị chốc lên. Anh cũng rất là sợ luôn. Nhưng mà thôi, cố gắng thôi mọi người à. Thì mọi người nghĩ mình có nên để cái livestream này lại không? Để cho mọi người có thể xem được từ đầu tới cuối. Thì hiện tại bây giờ là đã 9 giờ. Thì bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi một xíu, rồi sau đó là lấy những nghi thức ra để mà lấy những đồ dùng cần thiết cho nghi thức tối nay. Đó chính là nghi thức liên kết linh hồn ở lòng đất. Đấy, thì là bắt đầu mình sẽ thực hiện vào tối nay. Thì bây giờ chắc có lẽ mình cần nên nghỉ ngơi một xíu các bạn. Từ chiều giờ đi làm về xong là không được nghỉ ngơi luôn. Mới tắm rửa ăn cơm xong thì lên đây nói chuyện với các bạn luôn. Đổ bê tông lên 4 cây à. Trời mưa, trời gió, mình không có thời gian để làm bất cứ một cái việc gì ở nhà mọi người ơi. Thì mình nên để cái đoạn livestream này lại luôn ha.
Vậy bây giờ cho mình xin gửi lời tới tất cả mọi người đã xem livestream của mình từ nãy tới giờ. Cho mình gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn mà nãy giờ đã donate ủng hộ cho mình. Và cho mình chúc tất cả mọi người xem livestream của mình và ủng hộ mình, những người yêu quý mình, có một đêm thật là ấm áp, ngủ thật là ngon, mơ những giấc mơ thật là đẹp, để có thể sáng mai thức dậy một giấc ngủ gọi là khỏe khoắn trong người, có thể tốt hơn cho công việc. Và những bạn nào đang đi học, chuẩn bị tới học kỳ thi, chúc cho tất cả các bạn hãy thi thật là tốt nhé. Có một kỳ thi thật là tốt luôn, để có thể về khoe với cha mẹ và gia đình mình. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tập 4 tiếp theo. Thì có thể là nếu như đêm nay hết mưa sớm thì ngày mai sẽ có video. Còn nếu như hôm nay mà mưa xuyên suốt như thế này thì chỉ có thể là ngày mốt mới có mọi người ơi. Mọi người thông cảm giùm cho mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 nhé.